Xin chào các bạn, hôm nay Tion sẽ thả 200 con sóc bay của Úc về thiên nhiên. Chỉ có thể giải cứu được bấy nhiêu thôi, nhưng hy vọng các bạn sẽ ủng hộ việc làm này của Tion nhiều hơn. Chắc các bạn cũng biết đây là loài thú rất dễ thương, có chiếc túi trước bụng rất giống như kangaroo và có khả năng bay xa đến 100 mét. Gần đây người ta thường vào rừng bắt chúng về nuôi kiểng mà không quan tâm đến tầm quan trọng của chúng trong môi trường tự nhiên. Các bạn biết không, nhiệm vụ của loài sóc bay này là giúp cây cối phát triển xanh tươi. Nên Tion nghĩ thả sóc bay vào rừng Việt Nam thì sẽ làm cho hệ thực vật được phục hồi tốt hơn, vì chúng giống như những ông thợ làm vườn chuyên nghiệp. Loài sóc này rất thích ăn ngọt như mật hoa, phấn hoa và sáp của cây bạch đàn. Đây là loài thú quý hiếm, dễ thuần hóa và gần gũi với con người. Cũng chính vì điều đó Tion muốn chúng có được cuộc sống tự do tự tại ngoài tự nhiên. Giống như khi thực sự yêu quý ai thì bạn luôn muốn họ tự do hơn là giam giữ họ ở bên mình. Bởi vậy, Tion thấy mấy con sóc bay bị nuôi như thú cưng cũng tội. Chỉ hy vọng các bạn sẽ thật sự biết yêu quý và trân trọng loài vật này. Để chúng phát triển tốt là giúp cho môi trường sống của chúng ta được cải thiện tốt. Xin cảm ơn.